nguy hiểm. Cú đá ngay. Cú đá của McQueen. Min Tun của đội bạn đã thực hiện pha giải nguy. Đường truyền của Hoàng Thịnh. Bắn toàn. Vẫn là bắn toàn. Pha đi bóng là rất hay rồi. Bắn toàn cho rằng anh đã chịu tắc. Bắn toàn không phải là người có thể hình quá tốt, nhưng sự khéo léo và khả năng chơi kỹ thuật giúp cho cầu thủ này có thể tạo ra đột biến. Đứng trước quả đá phạt cho Myanmar. Cú đầu giải nguy của chính Đình Luật. Một chút lưỡng lự trong tình huống xử lý vừa rồi của đội bạn. Mình đã giúp chúng ta đoạt được bóng. Xuân Trường. Bắn quyết. Bóng. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã mở tỷ số trước Myanmar. Bàn thắng mở tỷ số trận đấu cần thiết nhất ở một đội bóng đã được thể hiện ở tình huống này. Sự quyết liệt trong tranh chấp của Công Vinh, sự sắc sảo trong đường truyền của Xuân Trường và sự quyết đoán trong dứt điểm của Văn Quyết. Tất cả cộng lại và kết quả của nó là bàn thắng mở tỷ số. Ghi bàn trên sân vận động Thu Hoan A. Đó là một pha dứt điểm rất tốt của tiền đạo Mao số 10. Sự Công Vinh đang ở thế tuyệt vị. Những giây cuối cùng của hiệp 1 diễn ra sôi động và khó khăn đã qua đi. Cơ hội phản công ở đây. Xuân Trường. Những quả bóng của Xuân Trường luôn rất vừa tầm. Công Vinh. Chuyền bóng cho Văn Quyết. Một pha bóng không thể tốt hơn để Văn Quyết lập cú đúp. Vẫn đang là cầu thủ Myanmar nguy hiểm quá. Không có penalty dù cầu thủ Myanmar cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang theo dõi lại tình huống sóng gió mà đội tuyển Myanmar đã tạo ra. Có vẻ như bóng đã chạm vào mặt của Đình Luật. Rất nguy hiểm. Myanmar đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Pha dứt điểm của Ahung Thu tương đối khó hiểu cho tình huống bỏ vị trí vừa rồi của Đình Luật. Khoảng trống xuất hiện đối với Ahung Thu. Một tình huống mà Đình Luật không theo sát được với tiền đạo Mao Xuân Trường cho Trọng Hoàng. Công Minh. Bàn thắng thứ 50 của Công Minh cho đội tuyển quốc gia và là một bàn thắng rất quan trọng. Nhưng cần thiết nhất. Bắt đầu từ Xuân Trường, nỗ lực của Trọng Hoàng và sau đó là sự xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và pha chạm bóng tinh tế của Công Minh. Không gì tuyệt vời hơn khi